Phương Mỹ Chi được công chúng biết đến lần đầu khi tham gia chương trình giọng hát Diệp Nhí 2013. Khi ấy, Phương Mỹ Chi thế hệ tròn 10 tuổi, còn là một cô bé bỏng gầy gò, có làn da ngăm đen và gương mặt bầu bỉnh. Phương Mỹ Chi năm 2013. Phương Mỹ Chi ngày đó không nổi trội về ngoại hình, nhưng lại sở hữu giọng hát cao vút, ấm áp và truyền cảm. Nhờ đó, cô bé bỗng đã thu được cảm tình của khán giả và giành giải Á quân giọng hát Diệp Nhí mùa đầu tiên. Phương Mỹ Chi rất được lòng công chúng, đặc biệt là thế hệ trung niên, nhờ dòng nhạc dân ca, trữ tình cô theo đuổi. Tuy không được quán quân, nhưng Phương Mỹ Chi lại là thí sinh triển giọng và dương xa nhất trong dàn thí sinh nhí năm đó cũng như các mùa giọng hát Diệp Nhí sau này. Ngay sau khi giành Á quân, Phương Mỹ Chi đã được Quan Lê nhận làm con nuôi và đào tạo, dạy dỗ, tạo điều kiện tham gia showbiz, đi hát khắp nơi. Phương Mỹ Chi mua nhà thế hệ. Cứ như vậy, trải qua 6 năm, Phương Mỹ Chi đã tích lũy được cả một gia tài, sự nghiệp được cho là khá đồ sộ với một cô gái ở độ tuổi 16, khiến nhiều ca sĩ phải mơ ước. Trong khi các ca sĩ cùng trang lứa còn đang loay hoay để tìm cách bước vào nghề hoặc phải rèn luyện tại ghế nhà trường thì ở tuổi 16, Phương Mỹ Chi đã cho ra mắt tới 3 album, hàng chục ca khúc khác nhau. Cô bé bỗng tham gia rất nhiều live show, chương trình ca nhạc, đi lưu diễn cả trong và ngoài nước, hát cùng nhiều ca sĩ lớn. Thậm chí, Phương Mỹ Chi còn được mời đi đóng phim, tham gia game show truyền hình. Phương Mỹ Chi mở quán chè cho mẹ. Tên tuổi của Phương Mỹ Chi ngày một lên cao, phủ sóng khắp mọi nơi. Nhờ đó, cô giành được nhiều giải thưởng lớn như giải Mai Vàng, Dân Music Award, ngôi sao của năm không hề kém cỏi cạnh những ca sĩ lớn. Là một trong những ca sĩ nhí đắt show nhất nên rep các C của Phương Mỹ Chi cũng khá cao, kém cỏi rơi vào vài chục triệu cho một đêm diễn. Người ta ước tính, trung bình một tháng, Phương Mỹ Chi có thể kiếm về vài trăm triệu. Phương Mỹ Chi thuê huấn luyện viên riêng. Nhờ đó, dù thế hệ 16 tuổi, nhưng Phương Mỹ Chi đã kiếm được rất nhiều tiền, sở hữu khối tài sản lớn. Cô bé bỗng mở hẳn cho mẹ một quán chè riêng và mua cho cả gia đình một căn nhà khang trang tại Sài Gòn. Sau khi thắng giải chương trình bài hát yêu thích, Phương Mỹ Chi còn được thưởng số tiền lên tới 1 tỷ đồng. Ca sĩ Quan Lê tiết lộ, tôi và gia đình cũng muốn dành cho bé bỗng một số tiền để sau này bé bỗng có thể tự trang trải mọi việc, kể cả việc học đại học. Tôi đang bàn với chị Thư mở một tài khoản riêng cho bé bỗng mà không cho bé bỗng biết. Phương Mỹ Chi xinh đẹp, trưởng thành ở tuổi 16. Mỗi lần đi show có thể bỏ vốn 5 trừ 10 triệu gì đó để sau này khi đủ 18 tuổi thì bé bỗng có thể lấy ra để bán buôn những thứ mình cần. Đây là cách làm của Mỹ, chứ không phải cầm bé bỗng chạy show rồi tiền cắt xê đưa gia đình giữ hết. Bây giờ bé bỗng cũng chưa cảm thu được sự quý trách của đồng tiền đâu, bé bỗng còn ngây thơ lắm. Và cũng ở tuổi 16, Phương Mỹ Chi đã lột xác ngày một xinh đẹp, trưởng thành hơn, không khác nào một thiếu nữ. Hình ảnh bây giờ khác xa cô bé bỗng Phương Mỹ Chi đen, gầy và cận ngày xưa. Một số hình ảnh lột xác của Phương Mỹ Chi ở tuổi 16.